Về vấn đề tóc xoăn khi mà tuổi dậy thì á, thì nó sẽ có những cái thay đổi như sau. Ví dụ như là bố mẹ anh em đều là tóc thẳng, lúc bé anh em tóc tơ mảnh rất là thẳng và thậm chí nó có một chút màu nâu nâu nhẹ nhẹ đấy, nhưng mà khi mà lớn lên ấy, thì nó sẽ cứng hơn một chút nhưng mà cơ bản thì nó vẫn thẳng nhá đấy, và cái màu thì nó sẽ không còn lâu lâu kiểu như thế nữa, nó sẽ đen hơn. Còn đối với trường hợp mà bố mẹ anh em một người xoăn một người thẳng ấy, thì lúc bé anh em rất có thể anh em vẫn thẳng nhưng mà khi đến tuổi dậy thì nó sẽ hình thành, bắt đầu nó sẽ rợ rợ này, nó sẽ xoăn kiểu xoăn nhẹ nhẹ lên và tóc nó sẽ cứng hơn. Còn đối với trường hợp mà bố mẹ anh em tóc xoăn ấy, thì chắc chắn rồi anh em sẽ có tóc xoăn, và khi mà anh em có tóc xoăn ấy, lúc bé cái xoăn của tóc anh em ấy nó rất là đẹp, nó đẹp lắm, nó tóc mềm tơ tơ mềm mềm và nó xoăn rất là đẹp, nhưng mà khi mà lớn lên bắt đầu tóc nó cứng hơn và nó xoăn, cảm giác xoăn nhiều hơn, xoăn khó chịu hơn, lúc này nó không còn đẹp như lúc bé nữa đấy. Thì cơ bản nó sẽ là như thế, có một số người nó sẽ khác nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người nữa, cũng như là cái môi trường sống của chúng ta nữa, cũng như cách chúng ta chơi kiểu tóc nó như nào nữa, nhưng mà cơ bản nó sẽ là có những sự thay đổi như thế. Lúc bé thì cái sợi tóc của chúng ta nó có những cái đặc điểm chung là bao giờ đấy nó cái sợi nó bé, nó tơ, nó mảnh, nó mềm mại lắm, mềm mại dễ chịu lắm đấy. Và khi mà đến tuổi dậy thì và qua cái tuổi dậy thì bắt đầu tóc chúng ta cứng hơn. Theo cái tỷ lệ tóc xoăn tóc thẳng ấy, thì theo mình thấy cứ 10 người sẽ có một người tóc xoăn đều, hai người tóc xoăn rợ rợ, còn lại là tóc thẳng hết. Tức là người tóc thẳng nhiều hơn rất nhiều so với người tóc xoăn. Nhưng mà tại sao mà nhiều anh em lại hỏi về cái vấn đề tóc xoăn, hay là lo lắng về cái vấn đề tóc xoăn, hay là lo lắng lên cái vấn đề ép để là duỗi tóc xoăn nhiều như thế? Bởi vì đơn giản thôi, tóc thẳng thì cần gì phải lo lắng gì nữa, đúng không? Tóc thẳng thì cần gì phải lo lắng gì, thích uốn thì uốn thôi. Còn tóc xoăn thì dĩ nhiên là người ta tóc xoăn thì người ta phải quan tâm, người ta phải hỏi nhiều làm sao để cho nó đẹp nhất, bởi vì hầu như là tóc xoăn thì nó sẽ bung, nó xù, nó nhìn nó không được ok cho lắm. Cho nên là những người tóc xoăn ấy, người ta sẽ quan tâm đến tóc tai nhiều hơn những người tóc thẳng. Cho nên những người tóc thẳng đôi khi thì chủ quan, và khi chủ quan rồi đôi khi lại không có tóc đẹp đâu. Chính vì thế tóc xoăn nếu như anh em vẫn biết cách thì vẫn đẹp như bình thường nhé.